Chào bắt qua bà, chào bắt qua bà. Sao bạn bắt quá? Tuột 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 kìa chú ơi. Tuột. 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 Rồi lối lên đây vào. Ai đấy? Treo lỏm lên. Tôi bú thứ hai, tôi bú thứ hai là xuống. Dưới đem lên hai bú. Ừ. Móc gân hả? Hả? Đấy, nó có một cái bách ngâm. Rồi bên kia giờ quên gà. Không. Đáng ra người ta phải CT trước. Mày cắt lủng cái gì? Cắt ruột lắm. À. Nó chỉ cái màn da ngoài. Trong có cái quan này. Có cái khoang bồn đáy. Đi. Sao sao đi kích đó không? Hả? Sao đi cua chúng kích đó không? Khoang khoang kích hả? À, nó không có bọc riêng sao? Mày bắt 5 con rồi. Nó đánh vào lên 7-8 tiếng lấy cái cây gõ lưng mà nó lòi chim nó ra thì nó còn chín phía trong. Không có con nó chỉ có hộp một. À, sầu quá. Nó thấy cái này, nó thấy. Ừ. Đâu phải đơn giản, thấy mà thấy đâu. Chưa thấy, chưa sợ thấy trái nó chứ. Cái bên phải. Bên phải mà không trái. Không, cái điều này nó làm hiếm lắm. 90% là bên phải, bên trái rồi. 99% luôn. Chỉ có 1% là bên phải thôi. Đó là cái này phải ghế mê. Đâu cần ghế mê.
chụp mê quen treo nghèo hồng lên. Chuột đi bé về ngoài chân này sống qua. It's...